Thưa quý vị, trong khi nhiều khu vực tại thành phố Biên Hòa vẫn chưa thể thực hiện các dự án theo quy hoạch, thì tình trạng xây dựng không phép, trái phép tiếp tục xảy ra tại nhiều phường, trong đó nhiều nhất là các phường vùng ven thành phố có diện tích lớn. Trong khi chờ xem xét chuyển đổi đất ở cho người dân từ các khu vực quy hoạch treo, kéo dài, thì chính quyền cơ sở và lực lượng quản lý đô thị vẫn đang kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau. Mới đây ngày 21 tháng 3 vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, Ủy ban Nhân dân phường Trảng Dài đã tổ chức lực lượng tiến hành cưỡng chế nóng 3 công trình nhà ở xây dựng trái phép trên địa bàn phường. Cụ thể, lực lượng chức năng của phường đã tiến hành cưỡng chế 2 công trình nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại khu phố 4C và 1 công trình tại khu phố 5. Đây là những công trình đã bị Tổ trật tự đô thị phường kiểm tra phát hiện khi đang xây dựng nhà kiên cố cấp 4. Đáng nói, khi bị phát hiện, chủ công trình không hợp tác với lực lượng chức năng, sau đó lại tiếp tục thuê thợ lén lút xây dựng vào ngày nghỉ cuối tuần, thậm chí cả xây dựng công trình vào ban đêm. Nguyên nhân chính là do cái nhu cầu nhà ở của người dân trong địa bàn phường Trảng Dài rất lớn. Người dân có thể là có đất nhưng mà vẫn lén lút để xây dựng vào ban đêm bằng nhiều hình thức để đối phó với lực lượng chức năng. Do cái quy hoạch của phường Trảng Dài cũng chưa có nhiều gọi là cái khu đất ở ổn định cho người dân. Giải pháp về kiểm soát được trật tự xây dựng thì chúng tôi luôn luôn là tăng cường kiểm soát địa bàn chặt chẽ. Về cái chủ trương thì kiến nghị các ngành thành phố và tỉnh xem xét các cái khu mà phù hợp đất ở để chuyển đổi cho người dân được có cái phù hợp đất ở để người dân xây nhà ở ổn định. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, cơ quan chức năng của thành phố Biên Hòa đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với hơn 540 trường hợp vi phạm quy định về đất đai, với tổng số tiền phải nộp phạt do vi phạm hơn 4 tỷ đồng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa cho biết tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố từ đầu năm 2023 đến nay đã và đang được kiểm soát tốt. Trong đó, các phường được xem là điểm nóng xây dựng trái phép trước đây như Trảng Dài, Long Bình, Long Bình Tân, Tam Phước, Phước Tân, Hóa An, thì nay chính quyền cơ sở đã kiên quyết xử lý nóng ngay từ ban đầu đối với các trường hợp vi phạm. Và để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý đất đai xây dựng, việc quan trọng nhất là phải ngăn chặn, xử lý ngay từ lúc manh nha của việc xây dựng không phép, trái phép, tránh hậu quả phức tạp cho các khâu xử lý về sau. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân phường xã phải chịu trách nhiệm lãnh đạo, xử lý, xây dựng không phép, trái phép ở địa phương mình. Phối hợp dùng các ngành của thành phố và các Ủy ban Nhân dân phường xã để kiểm tra việc quản lý đất đai và trật tự đô thị ở các phường xã, để mà đồng thời là phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai, về xây dựng cũng như là cái tình trạng quản lý đất đai và xây dựng trên địa bàn thành phố, ngăn ngừa phát sinh những trường hợp xây dựng trái phép và sử dụng đất không đúng mục đích hiện nay. Đáng chú ý, mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm minh các sai phạm về đất đai, xây dựng. Tất cả phải được xử lý theo quy định của pháp luật, bảo đảm công bằng, minh bạch, đồng thời nghiêm cấm cán bộ công chức can thiệp, tác động vào quá trình xử lý sai phạm về đất đai, xây dựng.